Tôi xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của shop kẹo chì Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán, kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Thì tiền nào của đấy, hàng rẻ thì chất lượng nó sẽ kém, hàng đắt thì chất lượng sẽ tốt, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Đấy, thì hôm nay em sẽ lên cho anh em cái clip là giới thiệu mẫu kẹo chì Salum 4.5. Nói chung là những cái mẫu mà kẹo mà anh em sử dụng nhiều hay ít thì là phải yêu cầu độ bắn xa nó cao, ổn định. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu luôn cho anh em cái mẫu kẹo chì Salum 4.5. Hàng 4.5 này thì nói thật ra tất cả hàng Salum nhà em đều là hàng nhập. Anh em lưu ý cho em, bên nhà em là 100% là hàng nhập hết. Đấy, và cái kẹo Salum này ấy, thì nhà em có 5.5, 5.52 và tất cả khuôn này làm bằng chì dây. Làm bằng chì dây anh em nhé, tất cả khuôn này làm bằng chì dây. Đấy, còn đảm bảo luôn cho anh em hàng bên nhà em nhé, là hàng chuẩn. Đấy, bắn không sợ hại khương, hại cành. Hàng 4.5 thì bao luôn cho anh em tầm 100, 150 là chuyện bình thường. Đấy, nhưng phải anh em phải cắt chỉnh tốt. Đấy, còn riêng mà hàng chì dây này, chất lượng của nó thì cực kỳ ok, cực kỳ ổn định. Đấy, đảm bảo luôn cho anh em nhìn anh em biết chất lượng nhá. Đấy, nói chung là nếu mà hàng copy nó sẽ dại hơn hàng nhập này rất chi nhiều. Đấy, thì bản này bản 15.5 GR anh em nhé, anh em chơi thì anh em phải lưu ý cho em như đấy. Còn nếu mà anh em không thích sờ lung thì anh em có thể chơi thử xuyên dòng xuyên phá. Xuyên phá này thì nhà em bây giờ hiện tại xuyên phá X này chỉ có 5.5, 5.52 và 5.54 thôi. Còn xuyên phá thường thì có từ 5.5 đến 6.35. Đấy, còn dòng này thì căn chỉnh cũng dễ thôi. Cành Việt Nam kéo bây giờ cũng đa số là chưa được dòng này rồi. Đấy, chất lượng của nó thì khá là ok. Thì thử sử dụng hàng xuyên phá X và hàng sờ lung siêu các siêu phẩm này xem chơi nó ra sao, độ ổn định như thế nào. Còn cái chi tiết anh em mua hàng thì trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Xin chào anh em, gặp lại anh em video sau. Xin chào anh em.